Thân ái, chào các bạn. Rất là vui gặp lại các bạn sau một khoảng thời gian dài. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư chia sẻ như thế này nè các bạn. Tôi bắt đầu tin văn chương cũng có lửa, làm tan chảy những bức tường thép mà mỗi người tự dựng lên. Văn chương cũng là băng, gắn kết những ốc đảo người thành một khối. Văn chương cũng là nước, dịu dàng mà mãnh liệt vượt qua những rào cản của lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ. Hôm nay, cô muốn trao gửi cái niềm tin ấy qua tác giả Lưu Quang Vũ cùng trích đoạn kịch bản Hồng Chương 3 Gia Hàng Thịt. Theo nhận định của nghệ sĩ ưu tú Đào Quang, thì tâm nguyện và đích cuối cùng mà Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm trong tác phẩm của mình là tinh thần công dân trước cuộc sống xã hội, những cái giá trị đạo đức về hạnh phúc, cách đối nhân xử thế trong cơ chế đầy biến động, và những điều này có giá trị vĩnh cửu. Cô trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu kịch bản để hiểu những cái giá trị đó như thế nào. Như thường lệ, trong phần đầu tiên là phần tìm hiểu chung, cô muốn giới thiệu với các bạn về tác giả. Và cô muốn nói nhiều nhiều hơn một chút về Lưu Quang Vũ. Trên màn hình các bạn nhìn thấy là hình ảnh của Lưu Quang Vũ, một hình ảnh rất là lãng tử, phong độ và chuẩn man ha. Lưu Quang Vũ là con trai nhà thơ và nhà viết kịch Lưu Quang Thuận. Cô nghĩ là cần phải nói với các bạn vài điều về cha của ông. Từ năm 1941, nghĩa là 20 tuổi thôi, thì vở kịch đầu tay Chu Du Đại Chiến Úc Trì của Lưu Quang Thuận đã được dàn dựng biểu diễn ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam thời kỳ đó. Ông sáng lập nhà xuất bản Hoa Lư, sáng lập và làm chủ nhiệm tạp chí Sân Khấu và là giám đốc Việt Nam Thư Ấn Cục của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Chiến khu Việt Bắc. Có một khoảng thời gian tuổi thơ, Lưu Quang Vũ đã sống cùng với cha và mẹ tại chiến khu Việt Bắc đó các bạn. Quả là hổ phụ, sinh hổ tử. Cha nào con nấy, hay nói theo cách các bạn là life father, life son hang. Mẹ ông là bà Vũ Thị Khánh, một người rất là khiêm nhường, giàu lòng nhân ái và đức hy sinh. Vì vậy nên bà đã trở thành bệ đỡ cho những người con tỏa sáng. Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh, và kể cả là một bệ đỡ cho chồng của mình. Ngày xưa Lưu, cha của Lưu Quang Vũ đã viết trong bài thơ Nhìn Nhau như thế này để tặng mẹ ông: đời anh sẽ nghèo đi biết mấy nếu mẹ hiền ngày trước chẳng sinh em. Thì sau này nè, Xuân Quỳnh cũng đã dành những cái lời gan ruột để viết về mẹ chồng: mẹ tuy không đẻ không nuôi mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong, và mẹ xin anh để bây giờ cho em. Lưu Quang Vũ có một tuổi thơ gắn bó tại quê Phú Thọ cùng với bố mẹ, và vùng đất Trung Du này đã ghi cái dấu ấn trong những sáng tác của ông. Ngay từ khi còn bé thì ông đã mang trong mình những cái tài năng thiên bẩm về nghệ thuật. Từ năm 1965 đến năm 1970, ông nhập ngũ và phục vụ trong quân chủng phòng không, không quân. Ông làm thơ từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn. Và đây là thời kỳ thơ của Lưu Quang Vũ bắt đầu nở rộ và chín mùi. Trong thơ, ông đã bộc lộ một cảm quan tinh nhạy, một trái tim nồng nàn yêu thương và rất mực nhạy cảm, luôn day dứt về con người và cuộc sống. Với thơ, ông được mệnh danh là người nổi gió, người đập cửa và là người mở cửa. Ông đã có những bài thơ rất xuất sắc của cho nền thơ hiện đại như là Vườn Trong Phố, Gió và Tình Yêu Thổi Trên Đất Nước Tôi và Anh Tồn Tại. Không thể không kể đến bài thơ tiếng Việt. Bài thơ này đã vào đề thi kỳ thi quốc gia năm 2016. Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm, cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về, hay những câu thơ cực kỳ nhân văn: ai phiêu bạc nơi chân trời góc biển, có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya, ai ở phía bên kia cầm súng khác, cùng tôi trong tiếng Việt quay về. Và thú thật với các bạn là cô yêu tiếng Việt lắm. Không chỉ có những vần thơ giàu cảm xúc, nhiều nỗi niềm trăn trở và bay bổng đâu, Lưu Quang Vũ còn viết truyện ngắn nè, viết tiểu luận nữa các bạn. Chúng ta nói riêng một chút xíu thôi về cái cuộc hôn nhân đầu tiên của anh.
Họ có với nhau một người con là Lưu Minh Vũ, cái người dẫn chương trình Hãy Chọn Giá Đúng trên VTV3. Nếu các bạn có xem thì các bạn sẽ gặp. Lưu Quang Vũ đã có những cái vần thơ về cuộc hôn nhân đầu. Nó đau đớn niềm yêu và nó đầy sự bất lực. Bởi vì lực bất tòng tâm. Hai ta không đi một ngã đường dài, không chung khổ đau, không cùng nhịp thở. Những gì em cần anh chẳng có, em không màng những ngọn gió anh trao. Chia sẻ về cuộc hôn nhân đầu tiên, nghệ sĩ ưu tú Tố Yên, nữ diễn viên trong bộ phim Con Chim Vành Khuyên cho biết, ngay cả khi ly hôn, bà vẫn không ngừng yêu Lưu Quang Vũ. Và rồi Vũ gặp Quỳnh, ngay cái lúc mà anh bất cần đời và anh thất bại nhất á. Trái tim đa cảm và tinh tế của Quỳnh nhận ra được cái tài năng thiên bẩm của Vũ. Vũ từng nói với Quỳnh ngày xưa anh như cái dẻ rách á, có ai nhặt đâu mà Quỳnh nhặt. Vậy nên Vũ viết, dù sao cuộc đời đã dành em lại cho anh, điều mong ước đầu tiên đều ở lại sau cùng. Chúng ta đã đi bên nhau trên mặt đất, dẫu chỉ riêng điều đó là có thật, đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời. Và Vũ cũng viết thêm trong cái bài thơ Và Anh Tồn Tại. Biết ơn em từ miền gió cát, về với anh bông cúc nhỏ hoa vàng, anh thành người có ích cũng nhờ em. Khi làm biên tập tạp chí sân khấu, Lưu Quang Vũ hiểu được nhu cầu đổi mới đang đặt ra cấp thiết với cái nền kịch nghệ của nước nhà. Cùng lúc đó ông bắt đầu viết kịch và cuộc hôn nhân của hai trái tim đa cảm, đa tình, đa tài đã đi qua những cái cung bậc thăng trầm của cuộc đời. Từ năm 1978 đến năm 1988, Lưu Quang Vũ vẫn làm thơ và vẫn viết kịch. Lưu Quang Vũ hiểu được nhu cầu đổi mới đang đặt ra cấp thiết với nền kịch nghệ nước nhà, bởi đời sống đất nước sau chiến tranh đặt ra quá nhiều vấn đề. Xã hội như một cái dòng chảy xô bồ xen lẫn đục trong và nó chứa đầy mâu thuẫn gay gắt. Lưu Quang Vũ đã nhanh chóng nắm bắt tất cả những cái mâu thuẫn nhức nhối và ông nêu lên những cái vấn đề cấp thiết, rồi thổi một cái luồng gió mới vào sân khấu cũng như đời sống lúc bấy giờ. Những cái thông điệp mới mẻ ấy được chuyển tải hấp dẫn trong các vở kịch của anh đã kéo người xem đến rạp. Có những vở như Tôi Và Chúng Ta, Khoảnh Khắc Và Vô Tận, Quyền Được Hạnh Phúc đã động đến nhiều vấn đề xã hội phức tạp, nhạy cảm. Và người xem bắt đầu thích thú vì họ đã nói hộ, Lưu Quang Vũ đã nói hộ họ những cái điều bức xúc, hé mở, gợi ý những cái giải pháp, những cái hướng đi và đem lại cho người xem niềm tin cũng như cái niềm hy vọng trong cuộc sống về một sự thay đổi cho một cái cuộc sống mới. Giữa lúc tài năng đang độ sung mãn thì Lưu Quang Vũ đã qua đời trong một tai nạn ô tô trên quốc lộ số 5 tại Hải Dương cùng với người bạn đời là nhà thơ Xuân Quỳnh và con trai Lưu Quỳnh Thơ. Các bạn biết không, hình như là những con người tài hoa, luôn linh cảm chính xác lắm. Trước khi mất không lâu, Lưu Quang Vũ đã viết những cái vần thơ như là những cái lời tạ từ về cuộc đời. Ôi nếu phải tan thành bụi cát, thành hư vô, không khí trời, không ánh sáng, chỉ rỗng không câm lặng vô hình, sẽ ở đâu bài hát ấy của anh? Và những gì Lưu Quang Vũ cống hiến cho cuộc đời đã được công chúng tri âm, nhận được sự thẩm định của thời gian, ông luôn được tôn kính, tôn vinh và ghi nhớ. Năm 2021, quận Cầu Giấy ở Hà Nội đã có hai con phố mang tên vợ chồng nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Nãy giờ là cô nói về tác giả nhiều vậy thôi, nhưng mà khi nói về Lưu Quang Vũ, các bạn cần ghi nhớ cho cô những điều này. Thứ nhất, ông là một nghệ sĩ đa tài, làm thơ, viết văn, vẽ tranh,
soạn kịch. Điều này thì có một cái sự tương đồng với nhà thơ Quang Dũng các bạn đã học trong bài thơ Tây Tiến. Kịch của ông đóng góp đặc sắc nhất với những cái thông điệp nhân văn và tính thời sự bởi những cái góc nhìn có tính dự báo, tính thời đại, và nó thể hiện trong tác phẩm kịch của ông. Nên có thể khẳng định rằng Lưu Quang Vũ là người chiến binh nhân ái của thơ ca và sân khấu. Vậy đó nên khi nhớ về Lưu Quang Vũ, các bạn hãy nhớ đến vị trí của ông trong nền văn học nước nhà, đề tài và những cái giá trị mà ông mang đến cho văn học. Về tác phẩm Hùng Chương Ba Gia Hàng Thịt, đây là một vở kịch nói hiện đại được xây dựng trên một cái cốt truyện dân gian cùng tên. Tác phẩm được viết năm 1981 và công chiếu lần đầu năm 1984. Đây là một trong những cái vở kịch đặc sắc nhất của Lưu Quang Vũ. Các bạn nhìn lên màn hình để đọc những cái giải thưởng và sự lan tỏa không chỉ trong nước mà cả nước ngoài của vở kịch, như nó đã từng đến Mỹ, đến Anh. Đánh giá về một trong những tác phẩm kinh điển Hùng Chương Ba Gia Hàng Thịt của ông thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái đã chia sẻ: đây là một kịch bản mà đã gánh chịu một số phận long đong vất vả. Sau nhiều nỗ lực, nhà hát kịch Việt Nam và đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Đình Nghi từ kịch bản thì năm 1986 đã ra đời vở diễn chói sáng và lộng lẫy nhất của nhà hát cuối thế kỷ 20. Các bạn hãy nhớ đây là thể loại kịch nha các bạn. Mà thể loại kịch thì về phần lý thuyết mình đã học vào cuối học kỳ 2 năm 11 trong bài Một số thể loại văn học á. Vở kịch này nó có 7 cảnh. Và khi chúng ta tìm hiểu một vở kịch thì chúng ta sẽ tìm hiểu dựa trên đặc trưng của vở kịch. Đối tượng phản ánh là gì, hành động kịch ra sao, nhân vật kịch thuộc cái tiếp là nhân vật kịch gì, cốt truyện kịch và ngôn ngữ kịch. Khi mà đọc tác phẩm thì bạn chú ý 7 cảnh của vở kịch này. Rồi chúng ta sẽ tóm tắt tác phẩm đó nhanh gọn thôi. Các bạn nhìn lên màn hình để cùng tóm tắt cái vở kịch này với cô các bạn ha. Chương 3 là một người làm vườn tốt bụng, khỏe mạnh và giỏi đánh cờ nên quen được với đế thích. Tuy nhiên là Nam Tào Tắc Trách đã bắt nhầm và Chương 3 phải chết. Dựa vào cái mối quan hệ giữa Nam Tào và Đế Thích thì vì muốn sửa sai nên Nam Tào và Đế Thích đã cho hồn Chương Ba sống lại nhập vào xác anh Hàng Thịt vừa mới chết. Trú nhờ trong thể xác Hàng Thịt, linh hồn Chương Ba gặp rất nhiều phiền toái. Lý trưởng thì sách nhiễu, chị Hàng Thịt thì nhất quyết đòi chồng, và bản thân Chương Ba cũng đau khổ vì phải sống xa lạ và giả tạo. Chương Ba đã nhiễm một số thói xấu và những nhu cầu vốn không phải là của bản thân ông. Vì thế nên Chương Ba quyết định trả lại thân xác cho Hàng Thịt và chấp nhận cái chết. Kịch bản được xây dựng từ một tích truyện dân gian. Nhưng mà vở kịch không phải là một sự sao chép nhàm chán. Phần sáng tạo riêng của Lưu Quang Vũ rất là lớn. Nó chứa đựng những cái hơi thở mới mẻ của thời đại. Nó phản ánh bi kịch của con người khi sống phải trái với tự nhiên, không được là chính mình, bị tha hóa bởi những cái nhu cầu tầm thường và dung tục. Từ bi kịch ấy thì Lưu Quang Vũ đã muốn gửi đến người đọc những cái thông điệp tinh thần vô cùng ý nghĩa về giá trị đích thực của cuộc sống. Các bạn nhớ giùm cô là ở đây xác Hàng Thịt là ẩn dụ về thể xác của con người. Còn hồn Chương Ba là ẩn dụ về linh hồn con người và cao hơn nữa là tâm hồn của con người. Vậy là nhan đề Hồn Chương Ba, Gia Hàng Thịt, Hồn Một Đàn và Xác Một Nẻo. Đoạn trích mà chúng ta tìm hiểu thuộc phần cuối của cảnh 7 và là màn kết, cái phần cao trào và mở nút của tác phẩm. Đây là cái đoạn kịch đã thể hiện sâu sắc chủ đề tư tưởng của tác phẩm cũng như tài năng nghệ thuật của tác giả. Nhà văn Hồ Anh Thái viết về vở kịch Hùng Chương Ba Gia Hàng Thịt như thế này: kể từ khi ra đời, bộ phim được ưa chuộng ấy, Không Ngủ Ở Sydney, đã trở thành một cái thành ngữ mỗi khi nhắc đến thành phố cảng miền Tây Bắc nước Mỹ.
Tháng 11 năm 1998, nhà hát kịch Việt Nam đến đây mang theo cái vở Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt và quả là đã làm cho dân Xích Ly thêm một đêm mất ngủ. Họ nói không ngờ rằng thành phố này lại mời được một vở diễn tuyệt vời đến như thế. Và chúng ta được học vở kịch này cũng là một điều tuyệt vời các bạn nha. Tìm hiểu một cái kịch bản thì trước tiên là chúng ta phải tìm hiểu về xung đột kịch các bạn. Nguyên nhân của xung đột kịch đó là gì? Đó là Hùng Chương 3. Bạn chú ý vô trong tác phẩm và trên màn hình giúp cô ha. Tình huống mà dẫn đến xung đột kịch đó là do Chương 3 là một con người nhân hậu, trong sạch và ngay thẳng. Ông có một cái thú vui, trí tuệ rất là tao nhã. Ông làm cây, ông làm vườn và cái nước cờ của ông rất là khoáng đạt và hoạt bát. Thế nhưng mà vì một cái sự nhầm lẫn, ông phải trú nhờ thể xác dung tục của Hàng Thịt. Mà thể xác của Hàng Thịt thì thô lỗ phũ phàng, phàm phu tục tử, uống rượu, ham bán thịt, ham bán thịt rồi lơ là với cờ rồi ham ăn, vân vân. Hùng Chương 3 ý thức được tất cả những cái điều đó nhưng mà không thể giải quyết được. Nên đó chính là nguyên nhân dẫn đến xung đột kịch. Xung đột kịch đã được đẩy lên thành cao trào với cái nỗi đau khổ của con người khi không được sống là chính mình. Rõ ràng mình như thế mà phải sống trong một cái xác như thế. Hồn một đàn, xác một nẻo nên rơi vào bi kịch. Bi kịch là một cơ chế mâu thuẫn giữa ước mơ và thực tại. Và diễn biến xung đột kịch đã diễn qua tất cả những cái điều này. Đầu tiên đó là xác diễu cợt, thách thức trong cái cuộc đối thoại với xác. Hồn bất lực, đau khổ và bế tắc. Sau đó thì thái độ của mọi người trong gia đình khiến Hồn Chương 3 càng đau đớn, tuyệt vọng và muốn kết thúc cái sự trớ trêu này đi. Hồn Chương 3 gặp gỡ, đối thoại với Đế Thích và nhận ra hành động cần thiết phải làm của mình là gì. Lưu Quang Vũ đã xây dựng xung đột kịch bằng nghệ thuật tạo mâu thuẫn liên hoàn và tăng cấp. Từ đó thì xung đột kịch đã được đẩy lên cao trào với cái nỗi đau khổ của con người không còn được sống là chính mình nữa. Rõ ràng tâm hồn thanh cao, tốt đẹp của Chương 3 phải sống trong một cái thể xác phàm tục thô thiển. Đó chính là bi kịch khi không được sống là chính mình, không được sống trong sự hài hòa giữa thể xác và tâm hồn. Giờ thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu về nhân vật bi kịch trong kịch bản này. Hồn Chương 3 là một nhân vật bi kịch các bạn. Và bi kịch ấy nó được thể hiện qua 4 lớp kịch với 3 xung đột trong đối thoại và một màn kết. Khi phân tích xung đột kịch và nhân vật kịch, phân tích những cái đối thoại, các bạn căn cứ vào cử chỉ, xưng hô, giọng điệu, thái độ thì chúng ta sẽ tìm ra được mục đích, thông điệp, tư tưởng. Và vậy nên khi các bạn đọc kịch bản, các bạn không có được bỏ qua những cái chú thích các bạn nhé. Màn kịch thứ 7 nó mở ra tại nhà Hồn Chương 3. Ông đang cay đắng uất ức trước nghịch cảnh. Hồn Chương 3 vô cùng bức bối đau khổ. Không, không, tôi không muốn sống như thế này mãi. Những cái câu cảm thán ngắn và dồn dập đã nói lên cái ước nguyện khắc khoải của Hồn Chương 3. Hồn bức bối bởi vì không thể nào thoát ra khỏi cái thân xác mà hồn ghê tởm. Hồn đau khổ. Và để chống lại cái sự đồng hóa của xác thịt dung tục, Hồn Chương 3 quyết định tách rời khỏi xác và tồn tại độc lập với xác. Xác Hàng Thịt bắt đầu lên tiếng. Nó khẳng định thể xác tuy âm u, đuôi mù nhưng có thể điều khiển và làm ác đi linh hồn cao khiết. Mặc cho Chương 3 phủ định sự lệ thuộc của linh hồn vào xác Hàng Thịt và coi xác thịt chỉ là cái vỏ bề ngoài, không có ý nghĩa gì cả. Lời của xác nó có đủ cả lý lẽ và dẫn chứng. Nó vừa khẳng định giá trị bản thân. Sao ông có vẻ khinh thường tôi thế nhỉ?
tôi cũng đáng được quý trọng chứ. Tôi là cái bình để chứa linh hồn, nhờ tôi mà ông có thể làm lụng cuốc xới. Ông nhìn ngắm trời đất, cây cối, những người thân, vân vân. Và xác nó bảo vệ cho những cái giá trị bản thân trước những cái lời chế giễu khinh miệt của hồn chương ba. Những cái vị lắm chữ nhiều sách như các ông hay vinh vào tâm hồn là quý, rồi khuyên con người phải sống vì phần hồn, để rồi bỏ bê cho thân xác mãi khổ sở nhếch nhác. Theo lời của Sát thì tất cả những cái nhu cầu bản năng ấy không hoàn toàn là sai lầm thấp kém, không phải tất cả đều phàm tục. Những cái nhu cầu ấy rất đáng được coi trọng, đó là nhu cầu tất yếu của con người nếu muốn được tiếp tục tồn tại. Và Sát hàng thịt, nó còn ranh mảnh, nó dồn hồn chương ba vào cái thế đuối lý, nó rủ rê và nó thuyết phục hồn chương ba thỏa hiệp. Chẳng còn cách nào khác đâu. Tôi thông cảm với ông, nhưng mà cả hai chúng ta đã hòa với nhau làm một rồi. Mặc kệ hồn chương ba phủ nhận, hồn chương ba nói rằng, nói láo, mày chỉ là cái vỏ bên ngoài, không có ý nghĩa gì hết, không có tư tưởng, không có cảm xúc. Hoặc là nếu có thì chỉ là những cái thứ thấp kém mà bất cứ con thú nào cũng có được, thèm ăn ngon, thèm rượu thịt. Sống nhờ thể xác anh hàng thịt, Trường Ba đã phải chiều theo một số nhu cầu hiển nhiên của xác thịt. Linh hồn nhân hậu, trong sạch, bản tính ngay thẳng của Trường Ba chẳng những không những sai khiến được xác thịt thô phàm, mà trái lại còn bị cái xác thịt ấy nó điều khiển. Trường Ba đã trả lại cuộc sống, được trả lại cuộc sống, nhưng mà cái cuộc sống thật là đáng hổ thẹn. Bạn thấy không, lúc đầu trước những cái lời lẽ ti tiện của xác thịt, hồn Trường Ba nổi giận, ông khẳng định linh hồn có đời sống riêng. Nhưng mà càng về sau á, thì Trường Ba càng đuối lý, gần như không đưa ra được một cái lý lẽ nào. Nên ở trong cái đoạn đối thoại này nè, xác hàng thịt nói rất nhiều, nói rất dài. Còn hồn chương 3, cái lời thoại thì ngắn và giọng điệu thì ấp úng. Để rồi cuối cùng ông rơi vào trong tuyệt vọng. Trời! Trong cái cuộc đối thoại giữa xác hàng thịt và hồn chương 3 thì các bạn làm cái bản đối sánh trên các phương diện mục đích, cử chỉ, xưng hô, giọng điệu, vị thế thì bạn sẽ thấy rõ nội dung và thông điệp. Trước cái lời của gia xác hàng thịt đó, gia hàng thịt thì hồn chương ba chỉ biết có những cái cử chỉ thể hiện sự uất ức, tức giận và bất lực của mình. Và trước cử chỉ ôm đầu đứng vụt dậy, nhìn chân tay thân thể hay bịt tay lại của hồn chương ba thì gia hàng thịt chỉ lắc đầu tỏ vẻ thương hại thôi. Và mặc cho chương ba thể hiện sự khinh bỉ xác hàng thịt thì nó vẫn xưng hô với ông là ông tôi, ngang hàng, thách thức. Vậy là hồn chương ba kháng cự, yếu ớt và đuối lý, hoàn toàn thua cuộc. Còn gia hàng thịt nó chủ động với cái lý lẽ giảo hoạt và nó hoàn toàn thắng cuộc. Lời của xác cho thấy một cái sự thật, đó là sự tác động của cái xấu, của hoàn cảnh sống, quả thật không dễ gì có thể vượt qua. Sự cám dỗ của những nhu cầu bản năng rất dễ đánh bại ý thức của con người nếu con người không có sự tỉnh táo, lý trí và quyết đoán. Những cái lời thoại này của xác hàng thịt ngoài ra còn khẳng định một cái sự thật mà đến lúc này nè hồn chương ba vẫn chưa chịu thừa nhận, là linh hồn cao khiết của chương ba đã bị những nhu cầu của thể xác làm cho tha hóa. Từ một cái con người nhân hậu, thanh cao, giờ đây chương ba trở nên thô lỗ, tàn bạo và đang chịu cái sự xui khiến bởi những cái dục vọng tầm thường. Và rõ ràng rồi, không thể có một linh hồn thanh cao trong một cái thể xác phàm tục và tội lỗi được. Cái đoạn đối thoại giữa hồn và xác đã thể hiện tập trung bi kịch và nhân cách cao đẹp của chương ba. Bi kịch đó là phải sống nhờ, sống tạm, không được là chính mình, bị hoàn cảnh sai khiến và dần trở nên tha hóa. Nhân cách là dù phải sống trong bi kịch, vẫn luôn khao khát được sống thật là mình, khao khát được giữ tâm hồn và lối sống trong sạch, thanh cao.
Từ đó các bạn có nhận ra quan niệm sống của Lô Quang Vũ gửi gắm qua cái đối thoại này đó là gì không? Cuộc đối thoại giữa hồn và xác còn là cuộc đấu tranh giữa các mặt khác nhau trong một con người với ý nghĩa đa chiều, là nội dung, hình thức, con người của nhu cầu, con người của thiên chức, giữa cái cao cả với cái tầm thường. Và sự sống chỉ có ý nghĩa khi con người được sống thật là mình, được làm những cái điều mình muốn và được hạnh phúc thôi. Sự tồn tại của con người chỉ có ý nghĩa khi con người biết hướng tới một đời sống tâm hồn cao quý, biết chăm lo cái phần thiên chức thiêng liêng của mình, nhưng cũng biết đáp ứng được những cái nhu cầu chính đáng của thể xác. Và trong cuộc đối thoại này, bạn thấy kết thúc chỉ là một cái lời kêu trời rất là ngắn của chương 3. Ông kêu trong bất lực trời, rồi ông bần thần nhập vào xác hàng thịt. Hôm chương 3, sau khi nhập vào xác hàng thịt, thì bi kịch càng tăng lên trong đối thoại với người thân. Sự tha hóa của hồn chương 3 đã khiến ông không được người thân thừa nhận. Trước tiên là ông đối thoại với vợ mình. Phản ứng của vợ ông đó là buồn bã, đau khổ, định nhường chồng và bỏ đi. Lời của vợ chương 3 vừa buồn bã, vừa đau đớn, vừa trách móc. Những nguyên nhân đầu tiên chúng ta tìm hiểu. Nguyên nhân trước tiên đó chính là vì sự thay đổi của chương 3. Các bạn chú ý vào lời thoại. Ông bây giờ còn biết đến ai nữa? Ông đâu còn là ông đâu. Ông đâu còn là ông chương 3 làm vườn của ngày xưa. Cái lời thoại đầy xót xa của người vợ cho thấy sự thay đổi của chương 3 đã kéo theo nhiều cái sự thay đổi khác. Và một loạt những cái câu phủ định của người vợ cho thấy chương 3 đã thực sự thay đổi rồi. Không còn là một con người nhân hậu, thẳng thắn, biết yêu thương, biết quan tâm như ngày xưa nữa. Chương 3 bây giờ vô tâm, thờ ơ ngay cả với những người thân trước đây mà ông hết lòng yêu quý. Lý do thứ hai là gì vậy các bạn? Các bạn khi mà cô dạy thì các bạn trên lớp cũng nói là vì ông ghen tuông. Nhưng các bạn cứ đi vào trong trình tự của văn bản thì các bạn sẽ thấy rằng là lý do thứ hai còn là vì sự thay đổi của con trai. Ông biết không, thằng cả đã quyết định dứt khoát sẽ bán khu vườn để có tiền mở thêm vốn liếng cửa hàng thịt. Cái lời thoại đầy xót xa của người vợ cho thấy sự thay đổi của chương 3 đã kéo theo sự thay đổi của thằng cả, có nghĩa là con trai họ rồi. Anh ta quyết định mà không cần hỏi ý kiến của cha nữa. Anh ta đánh đổi một giá trị tinh thần để phục vụ một nhu cầu vật chất. Cái sự việc này cho thấy con trai chương 3 đã trở thành một cái kẻ thực dụng. Anh ta không coi trọng cha của mình. Anh ta không coi trọng những hình ảnh của cha, những cái kỷ vật của cha. Và giống như cha, anh ta đang dần trở nên tha hóa. Và còn bị một cái nỗi ghen tuông, một cái lý do rất là đời. Bà bị giày vò bởi nỗi ghen tuông và nghi kỵ trước mối quan hệ giữa chồng mình và cô vợ anh hàng thịt. Nên bà muốn bỏ nhà ra đi. Ông Trương Ba ạ, tôi nghĩ kỹ rồi. Đi cấy thuê làm mướn ở đâu cũng được, đi biệt. Để ông được thảnh thơi với cô vợ hàng thịt còn hơn là thế này. Có thể thấy là tất cả những cái việc xảy ra đã vượt quá sức chịu đựng của bà. Cùng một lúc bà phải chịu đựng nhiều nỗi đau. Nỗi đau của một người thân khi thấy người thân của mình thay đổi mà bất lực. Nỗi đau của một người vợ không thể tin tưởng vào sự chung thủy của chồng. Nỗi đau của một người mẹ thấy con tha hóa mà không thể làm gì giúp được con của mình. Có thể thấy là tất cả những cái việc xảy ra nó quá sức chịu đựng của bà. Cùng một lúc bà phải chịu đựng nhiều nỗi đau. Nỗi đau của một người thân khi thấy người thân của mình thay đổi mà bất lực. Nỗi đau của một người mẹ thấy con mình tha hóa mà không thể làm gì giúp được con. Và nỗi đau của một người vợ không thể tin tưởng vào sự chung thủy của chồng.
Trong cái màn đối thoại với người vợ thì Trương Ba không hề đưa ra bất cứ một lý lẽ nào để giải thích cho sự thay đổi của bản thân hết á. Lời thoại của Trương Ba các bạn thấy không? Toàn là những cái câu hỏi ngược không thôi. Sao bà lại nói thế? Đi đâu? Sao lại đến nông nỗi này? Thật sao? Và kết thúc cuộc đối thoại này là cái tiếng gọi cũng ngắn gọn thôi. Bà. Nó út ngẹn ở cuối đoạn. Nó nói lên sự bất lực, thống khổ không thể thốt thành lời của Trương Ba. Hùng Trương Ba chỉ còn biết ôm đầu cúi xuống. Và khi Trương Ba ngẩng lên thì đã thấy cháu gái đứng trước mặt với cái nhìn lặng lẽ và soi mói. Hùng Trương Ba như cầu cứu vậy. Gái. Và cái gái thì lùi lại và khẳng định ngay, tôi không phải là cháu của ông. Cái gái không xa lánh, lạnh nhạt như bà nội. Đứa cháu gái bộc lộ một cách dữ dội, quyết liệt cái sự căm ghét và khinh bỉ đối với Trương Ba. Thái độ ấy nó biểu hiện qua cái nhìn lặng lẽ, soi mói, qua cái cách xưng hô tôi và ông đầy khinh miệt. Nó có niềm ao ước pha lẫn sự đe dọa trong câu nói, nếu ông nội tôi hiện về được, hồn ông nội tôi sẽ bóp cổ ông. Và sau đó, cái gái đã đưa ra tất cả những cái dẫn chứng để chứng minh rằng đây không phải là ông nội của nó. Sáng qua tôi để ý lúc ông chiết cây cam, bàn tay giết lợn của ông đã làm gãy tịt cái chồi non. Cái chân to bè như cái xẻng đã dẫm lên nát cả cây sâm quý mới ươm. Ông nội tôi đời nào thô lỗ phũ phàng như vậy. Các bạn hãy nhớ, đây không phải là lời của một cái đứa trẻ hỗn hào và vô lễ, mà qua các cái lời thoại ta thấy tâm hồn tuổi thơ trong sạch không thể nào chấp nhận được cái sự tầm thường và dung tục. Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ là vì thế. Cái đứa cháu gái này vì vô cùng yêu thương, quý trọng ông nội nên nó không thể nào chấp nhận được hồn Trương Ba ở hiện tại. Nỗi giận dữ của cái gái nó đã biến thành một cái sự kết tội, ruồng bỏ, xua đuổi. Ông xấu lắm, ác lắm, cút đi, lão đồ tể, cút đi. Những cái lời thoại này nó không thể hiện thái độ quyết liệt xua đuổi mà nó còn bộc lộ cái nỗi đau đớn của đứa cháu trong cái tình cảm dành cho Trương Ba. Và cũng giống như trong cuộc đối thoại với người vợ, trước cái phản ứng dữ dội, quyết liệt của cháu gái của mình, Trương Ba cũng không tự bảo vệ được mình. Các lý lẽ ông đưa ra nó yếu ớt lắm, nó không thể nào thuyết phục được cái gái cả. Cháu, rồi dù sao, cháu, sáng nào ông cũng ra cuốc xới chăm chút cây cối ngoài vườn, cháu không thấy sao? Chỉ có ông nội cháu mới biết quý cây như thế. Ông không dè. À đấy là, rồi tại, thế ư, khổ quá. Phản ứng quyết liệt của một đứa trẻ kiên quyết không chấp nhận cái xấu và cái ác khiến cho hồn Trương Ba ngập ngừng, run rẩy. Và những lời của cháu nội thêm một lần nữa khoét sâu vào nỗi đau của hồn Trương Ba để ông thấm thía cái bi kịch bị chính người thân yêu chối bỏ. Cô con dâu bước vào. Trong gia đình thì chị con dâu chính là người cảm thông nhiều nhất với tình cảnh trớ trêu của bố chồng. Hồng Trương Ba cảm thấy như được an ủi vậy. So với mẹ chồng và con gái mình thì chị dâu tỏ ra thấu hiểu cho Hồng Trương Ba. Chị dành cho bố chồng niềm xót thương vô cùng. Khổ thân thầy. Con biết giờ thầy còn khổ hơn xưa nhiều lắm. Trong những cái lời thoại của chị dùng từ khổ bởi vì chị thấu hiểu cái bi kịch của ông. Lời thoại cũng cho thấy chị thấu hiểu cái sự giằng xé đau đớn của bố chồng trước nghịch cảnh trớ trêu. Nỗi đau đớn trước sự thay đổi của bố. Nhưng mà thầy ơi, con sợ lắm. Con sợ bởi vì thầy đổi khác dần, dần mất mát dần, tất cả như lệch lạc, nhòa mờ dần đi. Tất cả đều mất dần, mất dần, mất dần. Ngôn ngữ kịch rất là chính xác cho từng nhân vật kịch. Nhưng mà thầy ơi, làm sao có thể giữ được thầy ở lại hiền hậu, vui vẻ, tốt lành như thầy của chúng con xưa kia? Làm thế nào thầy ơi? Những cái câu hỏi của chị con dâu nó không chỉ diễn tả cái nỗi day dứt
mà còn là sự tuyệt vọng nữa. Chị thấy rõ bi kịch của gia đình mà không có cách gì để cứu vãn. Và cũng giống như mẹ chồng và con gái mình kết thúc cuộc trò chuyện với Hồng Trương Ba, chị khóc. Nếu trong hai cuộc đối thoại với vợ và cháu gái, Hùng Trương Ba vì chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật nên ông vẫn cố gắng để thanh minh, dù là lý lẽ rất là yếu ớt, thì đến với cuộc đối thoại cùng với chị con dâu thì Hùng Trương Ba đã không còn bất kỳ một lời thoại nào nữa cả. Ông chỉ sử dụng những cái vẻ mặt, những cái cử chỉ điệu bộ. Ông thẫn thờ, lặng ngắt như tảng đá, tay ôm đầu, run rẩy lập cập, để khẳng định sự thất vọng tận cùng của chính mình trước mình. Bởi vì ông hiểu những gì mình đã, đang và sẽ làm cho người thân của mình nó tệ hại, mặc dù là mình không muốn. Lời giải thích, cái lời thanh minh của ông với người thân nó rất là yếu ớt, bởi vì thực tế quá rõ ràng. Từ khi mượn thân xác anh hàng thịt thì Trương Ba đã không còn như người xưa. Người thân không chấp nhận, không còn gia đình, nền tảng của mọi sự bấu víu hy vọng mất hết rồi. Trương Ba hiểu là mình đã chết ở trong lòng người thân, đã mất tất cả và rơi vào trạng thái hoàn toàn cô độc. Vì vậy ông phải có quyết định thôi. Ông thực sự đã rơi vào bi kịch ở trong bi kịch bởi không còn ai ở bên cạnh của ông nữa. Vậy nên Hùng Trương Ba đã có lựa chọn không sống chung với xác hàng thịt nữa. Đây là vẻ đẹp của con người trong cuộc đấu tranh để hoàn thiện nhân cách. Đỉnh điểm của bi kịch là ở đây nè, nhân vật đã không thỏa hiệp mà đấu tranh mạnh mẽ. Điều đó đã được thể hiện rất rõ trong cái quyết định của ông đối với đế thích. Trong cái cuộc đối thoại với thác hàng thịt thì tại sao Trương Ba thỏa hiệp và nhập lại vào xác? Nhưng trong màn đối thoại với người thân thì ông đã kiên quyết không chấp nhận sống chung với xác. Thái độ của người thân đã khiến Hồn Trương Ba tỉnh ngộ và dứt khoát thoát ra khỏi cái xác hàng thịt dương tục. Theo các bạn thì vì sao trong cuộc đối thoại với xác, Hùng Trương Ba vẫn thỏa hiệp nhập vào xác dù lực bất tòng tâm, nhưng sau khi đối thoại với người thân thì ông quyết liệt lựa chọn cái chết? Bởi vì Trương Ba hiểu rất rõ mình là thủ phạm khiến những người mình yêu thương phải đau khổ và mất mát, còn cái nỗi đau nào hơn? Vậy nên Hùng lập cập nhưng quả quyết thắp hương gọi đế thích. Lời của Hùng Trương Ba là lời nói từ chối cuộc sống hiện tại. Ông đế thích à, tôi không thể tiếp tục mang thân anh hàng thịt được nữa. Không thể được. Không thể bên trong một đàn, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi trọn vẹn. Bạn có thấy cái lời thoại này lấy đi lấy lại nhiều cụm từ không thể không? Nếu trong đoạn đối thoại với xác hàng thịt là từ phủ định không, không thôi, thì bây giờ khẳng định là không thể. Nó có ý nghĩa khẳng định cái thái độ kiên quyết của Hồn Trương Ba. Đế thích thì một mực khuyên nhủ Hồn Trương Ba. Ông cố gắng thuyết phục bằng những cái lý lẽ của mình. Thế ông ngỡ tất cả mọi người đều được làm mình toàn vẹn cả ư? Ngay cả tôi đây nè, ở bên ngoài tôi đâu có được sống theo những cái điều tôi nghĩ bên trong. Mà cả Ngọc Hoàng nữa, chính người lắm khi cũng phải ép mình cho xứng đáng với cái danh vị Ngọc Hoàng. Dưới đất, trên trời, đều thế cả. Lời khuyên của đế thích cho thấy một cái sự thật. Thế giới vốn không có toàn vẹn. Ngay cả những cái người nắm quyền hành trong tay, không phải bao giờ họ cũng được sống như ý mình, được làm những cái điều mình muốn. Họ cũng có những sai lầm. Và cho dù đế thích có giải thích hết sức rằng trên trời dưới đất đều là như vậy, không có ai mà được là mình trọn vẹn đâu, Ngọc Hoàng còn thế huống gì mà người trần mắt thịt. Nhưng mà Hồn Trương Ba vẫn nhất quyết thoát khỏi thân xác hàng thịt, vì sống nhờ vào đồ đạc của cải của người khác đã là một chuyện không nên. Đằng này đến cái thân của tôi phải sống nhờ vào anh hàng thịt, ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào
thì ông chẳng cần biết. Cho hồn chương 3 được sống lại, điều đó nó xuất phát từ lòng tốt của Đế Thích nha các bạn. Nhưng mà Đế Thích chưa thực sự quan tâm đến việc chương 3 sẽ sống như thế nào, chưa có lường hết những cái hệ lụy mà nó sinh ra. Lòng tốt rất là cần. Nếu chỉ là một cái lòng tốt hời hợt thì nó khiến cuộc sống tồi tệ thêm. Hồn đã khẳng định ý nghĩa đích thực cái sự sống và phê phán cái quan niệm sai lầm của Đế Thích. Đế Thích quan niệm được sống đó là hạnh phúc rồi. Ở một mặt nào đó, chúng ta mắt có thể nghe, tai có thể nghe, mắt có thể nhìn, mũi có thể ngửi. Thì đó là hạnh phúc rồi. Nhưng mà sự sống của một con người đâu chỉ có thế. Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông không có biết. Được sống là hạnh phúc. Ở đây Đế Thích chỉ nhắc đến chữ sống với ý nghĩa tồn tại. Theo đó là con người ta đơn thuần được ăn, được thở và nhịp tim còn đập. Còn sống cho có ý nghĩa, được sống đích thực thì khó lắm. Vì vậy nên hồn chương 3 đã phản bác lại cái ý của Đế Thích. Cuộc tranh luận của chương 3 và Đế Thích là một cái cuộc tranh luận mang cái ý nghĩa nhân loại về vấn đề muôn thuở của đời sống con người, sống hay tồn tại. Liệu rằng chỉ cần được sống đã là hạnh phúc, hay là hạnh phúc đích thực nằm ở chỗ sống tốt đẹp, sống đẹp, sống có mục đích. Cái cách đặt ra câu hỏi này nè của hồn chương 3 nó nhắc cô nhớ đến một cái câu nói rất là kinh điển trong vở kịch Hamlet William Shakespeare: "To be or not to be, that is the question." Tồn tại hay không tồn tại, đó là một vấn đề. Có thể thấy giữa hồn chương 3 và Đế Thích có một cái sự trái ngược rất lớn về quan điểm sống. Hồn chương 3 thì sâu sắc, Đế Thích thì hời hợt. Và vì khác nhau về quan điểm sống nên giải pháp họ lựa chọn khi rơi vào các tình huống bi kịch cũng khác nhau. Chương 3 đã có những cái quyết định rất là dũng cảm và cao thượng. Ông đề nghị với Đế Thích: "Thân thể anh hàng thịt còn lành lặn nguyên si đây, tôi trả lại cho anh ta. Ông hãy làm cho xác của anh ta được sống lại đi." Và rồi Đế Thích nói rằng như thế thì lại tầm thường. Và chương 3 khẳng định tầm thường nhưng đúng là của anh ta. Anh sẽ sống hòa thuận được với thân anh ta. Chúng sinh ra là để sống với nhau. Vậy đó các bạn thấy không? Chương 3 của chúng ta đã trở lại thật sự rồi. Cái lời đề nghị cho thấy tâm hồn nhân hậu của chương 3. Ông quan tâm đến số phận anh hàng thịt. Ông chân thành mong muốn anh ta được sống lại, mong muốn vợ anh ta không còn bị giằng xé bởi cái tình cảnh trái ngang hiện tại. Việc mà hồn chương 3 không muốn nhập vào xác cô thầy tị nên xin cho cô tị được sống lại. Bởi vì chương 3 nhập vào xác cô tị nó sẽ mang đến nhiều điều phiền toái nữa. Những cái điều trớ trêu lại tiếp diễn. Và rồi ông sẽ bơ vơ, lạc lõng, đáng ghét như một kẻ tham lam. Sống như thế thì không phải chỉ là bản thân mình khổ mà còn làm khổ người thân nữa. Nếu nhập vào xác cô tị thì một lần nữa không phải chỉ có sống mà chỉ là tồn tại thôi các bạn. Sự tỉnh ngộ của hồn chương 3 tuy là muộn màng nhưng nó giàu ý nghĩa. Đó chính là cái vẻ đẹp của con người trong cái quá trình đấu tranh với cái dung tục để tự hoàn thiện nhân cách mình. Đế Thích thì quan liêu hời hợt, còn chương 3 thì thà chết chứ không chấp nhận cảnh sống giả dối. Ông đã khẳng định cái khát vọng được sống toàn vẹn, hợp lẽ tự nhiên và chống lại cái sự dung tục. Con người phải là một thể thống nhất, hồn và xác phải hài hòa, cuộc sống phải thuận theo lẽ tự nhiên. Không thể có một tâm hồn thanh cao trong một thân xác phàm tục và tội lỗi được. Đoạn kết của vở kịch vẫn chứa đựng những cái bi kịch của hiện thực khắc nghiệt các bạn ha. Một cái con người đáng sống như chương 3 lại phải chết. Và vợ chương 3 một lần nữa
phải trải qua nỗi đau mất chồng. Nhưng mà màn kết cũng đậm chất nhân văn. Trường Ba thấp thoáng trong một không gian vườn tược cửa nhà và trong không gian tâm lý của những người thân thuộc sau khi Trường Ba chọn cái chết. Những cái dòng dẫn dắt của Lưu Quang Vũ đưa người đọc vào cái bức tranh thiên nhiên đẹp như thơ ca, như cổ tích vậy. Lưu Quang Vũ đưa người đọc vào một cái vườn cây xanh rung rinh ánh sáng, một cái khu vườn mà Trường Ba đã dốc sức chăm bón mỗi cành cây, mỗi quả ngọt. Đó chính là khu vườn của yêu thương, của những kỷ niệm về Trường Ba đã tồn tại sâu thẳm trong lòng của con người. Trường Ba chết thật rồi, một cái cuộc giã từ nhẹ nhàng. Và sau khi ông mất đi, ông rời khỏi xác hàng thịt, thì cuộc sống lại trở về với cái nhịp điệu chậm rãi và chan hòa tình người. Tôi vẫn ở liền ngay bên bà đây, ngay trên bậc cửa nhà ta, trong ánh lửa bà nấu cơm, cầu ao bà vo gạo, trong cái cơi bà đựng trầu, con dao bà dãy cỏ. Không phải mượn thân ai cả, tôi vẫn ở đây, trong vườn cây nhà ta, trong những điều tốt lành của cuộc đời, trong mỗi trái cây mà cái gái nâng niu. Vậy là linh hồn của Trường Ba, người làm vườn nhân hậu, người đánh cờ thanh cao, vẫn sống trong ánh lửa nấu cơm, trong vườn cây, trong những điều tốt lành của cuộc đời. Bằng sự lựa chọn dũng cảm của mình, Trường Ba đã gìn giữ được những cái kỷ niệm tốt lành, đã giữ lại cho các thế hệ sau niềm tin vào con người, vào cuộc sống. Hình ảnh hai đứa trẻ gắn bó yêu thương và cái hạt na mà cái gái vùi xuống đất cho cây xanh nối nhau mà lớn mãi mãi như lời ông nội dạy, chính là niềm hy vọng, là niềm tin mãnh liệt của tác giả gửi vào con người về những điều không thể mất trên cõi đời này. Và người đọc cũng hiểu thêm rằng người chết chỉ thật sự chết khi không còn sống trong cuộc đời này nữa thôi. Ta cũng tiếp nhận luôn được cái tư tưởng nhân văn, tiến bộ mà Lưu Quang Vũ trao gửi. Vẻ đẹp của tấm lòng, của đạo đức, của cao thượng sẽ luôn tồn tại. Cuộc sống tuần hoàn theo quy luật của muôn đời. Sự chiến thắng của cái đẹp, cái thiện và sự sống đích thực luôn luôn tồn tại trong cuộc sống. Lưu Quang Vũ đã trao gửi đến chúng ta những cái thông điệp rất là rõ ràng. Chúng ta không thể vì cái lối sống vị kỷ mà để ảnh hưởng tới người khác. Chúng ta nhận thức được việc sống thật sự, sự gắn kết biện chứng giữa hồn và xác. Cuối cùng là một phương thức sống mới, đó chính là sống trong trái tim và sống trong ký ức của những người mình hằng thương yêu. Sau khi học xong tác phẩm rồi thì các bạn biết không, đến tận bây giờ nè, hồn Trường Ba da hàng thịt vẫn tải được những cái vấn đề mang tầm khái quát cao, đó là sự tha hóa của con người, đặc biệt là người tốt trong môi trường xấu, là hậu quả của sự quan liêu tắc trách, là sự kêu gọi không thể sửa cái sai này bằng cái sai khác nghiêm trọng hơn. Chúng ta đã đi hết cái phần đoạn trích trong kịch bản Hồn Trường Ba da hàng thịt. Các bạn cùng cô tổng kết lại bài học. Các bạn chú ý ở trên màn hình các bạn ha. Đây là một cái nội dung cơ bản để các bạn có thể đánh giá lại đoạn trích sau khi chúng ta tìm hiểu kịch bản. Và phần này cũng là cái phần hỗ trợ cho các bạn trong cái phần kết bài, nếu chúng ta phải phân tích một cái đoạn đối thoại hoặc phân tích một nội dung, một cái giá trị tư tưởng nào đó ở trong cái vở kịch này. Cô muốn mượn 9 câu nói thể hiện tư tưởng của kịch bản để kết thúc bài giảng này các bạn nhé. Không thể bên trong một đàn, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi trọn vẹn. Cô biết là thế hệ của các bạn có rất là nhiều người hoài nghi về sự tồn tại của mình. Thanh xuân của mỗi bạn phải rực rỡ chứ. Các bạn đừng có sống vật vờ, đừng có như ốc mượn hồn, đừng như một cái bóng, và đừng có sống một cuộc sống của người khác. Trong cái tác phẩm Một Con Người Ra Đời á, Max Gorky nói như thế này nè: con người, hai tiếng ấy thật kỳ diệu,
nó vang lên mới tự hào và kiêu hãnh làm sao. Tự hào như vậy, kiêu hãnh như vậy là bởi vì con người trong nghĩa viết hoa của nó luôn khao khát về ánh sáng, luôn khao khát về những cái giá trị chân thiện mỹ. Hoặc là khi nào bế tắc quá, các bạn quan sát hình tượng con nhân sư của Ai Cập á, bạn có nhận ra cái điều gì không? Cái đầu người nhô cao lên khỏi mình sư tử, đó là một biểu tượng cho sự đấu tranh không ngừng giữa phần con và phần người, giữa phần nhân tính và phần bản năng, để thoát khỏi những cái dung tục tầm thường, để vươn tới ánh sáng của một nhân cách cao cả. Vậy nên cô mong là các bạn luôn được sống là mình, sống có ý nghĩa thật sự. Cô cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành với cô trong bài giảng này. Các bạn luôn vui nè, luôn khỏe nè, và luôn khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống.